Kính thưa sư, cho con hỏi, trong 10 phiền não thì ma ná ngã mạn là phiền não chấp ngã tự cho mình hơn người, bằng người, thua người. Có chi pháp là ngã mạn tâm sở đồng sinh với bốn tâm tham không hợp với tà kiến. Con mong sư chỉ dạy. Bốn tham tâm không hợp tà kiến ở đây con nên hiểu thế nào cho phải? Thoạt đầu đọc qua con nghĩ là phải hợp với tà kiến chứ, nhưng con ngồi ngẫm lại thì ly tà theo một cách tương đối vẫn được, chớ ví như làm thiện nhưng còn cầu quả nhân thiên so với việc đã làm bằng hơn thua với người, dẫu sao vẫn chưa thực sự chắc chắn với cách chữa này. Mong sư Hoan Nghị giải đáp giúp con. Với câu hỏi này thì xin mời Đại Đức Tuệ Tường trả lời. Kính thưa Đại Đức, kính thưa quý vị. Câu hỏi này á, nói phức tạp thì có phức tạp không, đơn giản có đơn giản không? Thực sự thì quý vị có phức tạp và cũng có cái đơn giản là như vậy. Sư sẽ tách ra từng vế nha, tại ở đây là có những cái vế mà dính chùm với nhau, mà nếu mà đọc không khéo á, thì sẽ dễ hiểu lầm và không có sáng tỏ được vấn đề, cho nên là sư sẽ trả lời theo từng vế như vậy. Cái vị này hỏi là trong 10 phiền não thì ngã mạn là phiền não tự chấp ngã cho mình hơn người, bằng người, thua người. Thì cái này là đúng. Đầu tiên cái kia này, cái này là đúng. Có nghĩa là ba cái này nè, hơn người, thua người, hơn người, bằng người và thua người. Ba cái này trạng thái nhân 3 lên là tổng cộng tới 9 cái trường hợp. 9 trường hợp này là đúng ở trong chú giải, có nói. Kế tiếp là cái vế kế tiếp là có chi pháp ngã mạn là tâm sở đồng, có chi pháp là ngã mạn, tâm sở ngã mạn đó đồng sinh với bốn tâm tham không hợp với tà kiến, thì cái này cũng đúng luôn. Có nghĩa là cái nhân cận á, ở trong cái phần tâm sở ngã mạn, thưa quý vị, gọi là cái nhân gần á, nguyên nhân gần mà sanh lên cái tâm ngã mạn á, thì đúng là nó phải là bắt buộc, nó phải là không hợp với tà kiến, hay còn gọi là ly tà. Có nghĩa là khi nó sanh lên, tâm ngã mạn sanh lên là không lúc nào, không bao giờ nó đi chung với tà kiến chứ. Đó, thì cái này đúng. Thì vì em hỏi tiếp là con mong sư chỉ dạy bốn tâm tham không hợp với tà kiến, bốn tham tâm hay là tâm tham đó không hợp với tà kiến, ở đây con nên hiểu thế nào cho phải. Thì xin thưa quý vị, bốn tâm tham mà không hợp, bốn tâm tham không hợp với tà kiến đó, ở đây đó, còn gọi một cách khác gọi là ly tà. Tức là sao? Đầu tiên mình nói là không hợp với tà kiến, là mình phải hiểu cái từ tà kiến sau nữa. Tà kiến ở trong vi diệu pháp á, thì nói là tâm sở tà kiến á, là thuộc tâm sở tam, như là tham tà kiến ngã mạn, nó thuộc nhóm tâm, nó thuộc về tham phần. Tà kiến tức là sao? Tức là không cái tinh thiện ác, có nghĩa là cái hành động của nó. Thí dụ mình nói mình giết cái con vật, mình nói là không có tội, không có thiện, không có ác, không có nhân, không có quả. Đó, đại loại như vậy đó, đó là kiểu tà kiến đó, không tin vào nghiệp quả của nghiệp đó, đó là thức tà kiến. Thì suy ra là bốn tâm tham thì không hợp tà kiến, thì nó không hợp lại không hợp với những cái tư duy đó thôi. Tư duy là không tin là nghiệp quả của nghiệp, không tin nhân quả đâu, đó, thậm chí không tin sinh tử luân hồi. Đó. Rồi ở đây sư đã giải thích xong. Thì bốn tâm tham này á, là bao gồm hai tâm tham, bốn tâm tham không hợp tà kiến thì bao gồm là hai tâm tham thọ xả và hai tâm tham thọ hỷ. Đó là bốn tâm là như vậy. Rồi kế tiếp quý vị nên hỏi là thoạt đầu đọc qua con nghĩ là phải hợp với tà kiến chứ. Cái vấn đề nằm ở đây thưa quý vị, khi mà mình nghiên cứu Phật pháp á, mình nghiên cứu Phật pháp thì mình đừng có đem cái mà là mình nghĩ, nó rất là nguy hiểm. Đúng không? Tại sao sư nói vấn đề này? Nó rất là nguy hiểm là gì? Giống như là một số vị không có học qua vi diệu pháp căn bản, thì khi mà nói tâm bổn sản đó, tâm bổn sản mà từ Bali là mà bát chánh đánh giá thưa vị, thì khi mà hỏi ở tâm bổn sản, trạng thái mà tâm bổn sản keo kiệt đó, đó là tâm gì? Mà nếu một người không học nghe, đa phần đều nói sai, thì đó là phần sai, nói là đó tâm tham, nó thuộc tham, nhưng mà không đúng thưa quý vị, không đúng. Cái tâm bổn sản đó, đó là thuộc về sân, sân phần, có nghĩa là sân tập lận, lận chính là tâm bổn sản đó, và hối.
Quý vị thấy cái tầm quan trọng cho quan trọng mà khi mà mình học tiếp cận giáo pháp nó đúng là gì. Cho nên là ở đây á, thì sẽ có lời khuyên là khi mà học pháp á, mình phải căn cứ như trong tài liệu đó mình nói trong tài liệu đó nó như vậy mà sao nó tại sao nó lại như vậy, thì quý sư còn căn cứ giải thích cho quý vị tại sao cái hoàn cảnh nó lại đi với thằng này mà không đi với thằng kia. Chứ còn mình nói là mình đừng có nghĩ nghĩ là rất nguy hiểm. Rồi quý vị lại hỏi tiếp là nhưng ngồi ngẫm lại thì ly tà theo một cách tương đối vẫn được chứ, ví như làm thiện nhưng còn cầu quả thiện, ví như làm thiện nhưng còn cầu quả nhân thiên, so với việc thiện đã làm bằng hơn thua với người. Thì ở đây có mấu chốt là vấn đề là quý vị đang hiểu sai cái căn bản, hiểu sai rất là nguy hiểm luôn. Mà khi mình lỡ mình cái người mà đọc câu hỏi á, giảng sư mà không có đọc kỹ câu nói nè, nó dễ đánh cha đánh cha cháu. Tại vì sao? Tại vì khi quý vị làm việc thiện quý vị làm thiện á thì đó là tâm thiện, còn á mà quý vị cầu á, cầu là phước hữu lậu hay là phước vô lậu á, tức là nhân thiên hay là để đến giải thoát á, nó thuộc về lý trí, nó thuộc là về là tâm đại thiện mà có hợp với trí tuệ hay là không hợp với trí tuệ, bản chất là thiện. Quý vị hiểu không đó. Còn ở đây quý vị nói là so với việc thiện đã làm bằng hơn thua với người thì hơn thua với người đây là bất thiện, vì đâu có thể lồng ghép được, thiện là thiện mà bất thiện là bất thiện. Cho nên ở đây quý vị có thể quý vị đang hiểu sai, đúng không? Làm thiện đã nói là thiện, tâm thiện, nếu mà đã từng học qua vị diệu pháp thì thiện làm sao mà đã nói làm thiện, làm sao mà có cái tâm bất thiện nó đi chung nó được, mà mình nói là làm thiện mà so bằng hơn người bằng người được, nó có chỉ là ly trí hợp trí thôi. Nếu mà ly trí là đúng là như là trường hợp á, quý vị đưa ra là cầu làm là chư thiên phạm thiên này nọ đó thì nó phước hữu lậu, còn hợp trí á, thì có niềm tin vào nghiệp và quả của nghiệp, có cái niềm tin vào tam bảo, có cái ý thức được sinh thoát khỏi sinh tử luân hồi. Rồi tổng hợp cái câu này lại á, thì sư sẽ trả lời á, cụ thể á, về cái vấn đề tâm ngã mạn cho quý vị hiểu rõ như vậy. Tại sao á, lại sư lại tách từng vế mà sư không có trả lời thẳng như vậy? Tại vì nếu mà sẽ trả lời thẳng thẳng á, ở trong vi pháp á, thì quý vị sẽ đâm ra nó rất là phức tạp, quý vị sẽ đâm ra nó rối từ lơ chứ đó. Vì sư thấy tách ra như vậy đó. Bây giờ sư sẽ trả lời thẳng trực tiếp cái câu này nè, về tâm sở cho vị hiểu nè. Tâm sở tà kiến á, hợp trong những tâm hợp tà là nhất định, còn tâm sở ngã mạn á, có khi hợp trong những tâm ly tà có khi không. Vì rằng khi có sự so sánh mình với người hay khi tâm phần Phật bốc cao, bây giờ mới có tâm ngã mạn, còn khi tham bình thường như thích ngon mặc đẹp hay tham đơn thuần, bây giờ không có tà kiến hay ngã mạn sinh khởi. Còn khi phân tích theo sự hòa hợp á, thì có bốn tâm tham hợp với tà kiến và bốn tâm tham không hợp với tà kiến. Với tâm tham hợp với tà kiến thì có tâm sở tà kiến phối hợp nhưng không có tâm sở ngã mạn. Vì sao? Vì khi ấy tâm tham bám chặt với lý thuyết sai quấy. Lý thuyết sai quấy nãy sư nói đó, có nghĩa là không tin nghiệp quả của nghiệp, không tin có tội hay là không có tội đó, không tin nhân quả đó. Không có sự so sánh mình với người, không có sự tự hào. Đó nghĩa là câu trả lời ở đây là hỏi vì sao này, thì vì khi tâm ấy tâm tham bám chặt với lý thuyết sai quấy, không có sự so sánh mình với người, không có sự tự hào. Với tâm không hợp với tà kiến thì không có tâm sở tà kiến hợp, còn tâm sở mạn thì khi có khi không. Vì sao? Trước tiên hai tâm sở tà kiến và ngã mạn có cảnh khác nhau. Cái mấu chốt đây quý vị, có nghĩa là cái tâm sở tà kiến này nè với tâm ngã mạn này nó cảnh khác nhau thì làm sao đi chung được, đúng không? Với cảnh đó là với cảnh của tà kiến là sự thấy xa hiểu sai, bây giờ tâm sở tà kiến sinh lên. Còn khi có sự so sánh mình với người hay trạng thái tâm á, phần Phật bốc cao như cờ gặp gió đó, nghĩa là mô tả về cái tâm sở các bạn, thì bây giờ lại chính là tâm sở các bạn sinh lên, do đó hai tâm sở này không đi chung với nhau. Còn mặt khác, đôi khi tâm tham chỉ có tâm sở tham như thích ăn ngon mặc đẹp thì đó trong tâm tham đơn thuần, thì tâm sở tà kiến hay tâm sở tà kiến hay tâm sở ngã mạn không có sinh lên, quý vị hiểu không? Có nghĩa là ngay cả khi nào mà tâm tham là chỉ tham ăn ngon mặc đẹp thôi nè, tham đơn thuần thôi nè, thì tà kiến hay các bạn cũng sinh lên luôn. Cho nên cái phần phức tạp này là sự trả lời sau là gì đó, để cho quý
cái phần mà phân tích vế trước đó, cho quý vị hiểu là gì. Riêng quý vị xin nhấn mạnh vấn đề nha, quý vị cần lưu ý cái câu hỏi của mình có hai cái điểm chính quý vị cần phải lưu tâm khi trả lời. Đó là thứ nhất là thật đầu đọc qua là con nghĩ là bây giờ mốt mình đừng có con nghĩ đi nha, là theo tài liệu này là con thấy là sao nó khó hiểu quá, tại sao trường hợp là như vậy, rồi nó hay hơn. Và cái thứ hai là phải phân biệt được đâu là tâm thiện, đâu là tâm bất thiện, chứ không thể nói là ví như làm thiện còn cầu quả nhân thiên rồi lại so việc thiện đã làm bằng hơn thua với người. Khi mà so việc thiện hơn thua với người đây là trạng thái tâm bất thiện rồi, nó khác hoàn toàn rồi. Cho nên là lưu ý vấn đề này ha. Rồi và cũng xin kết thúc cái phần trả lời câu hỏi ở đây. Suy nghĩ là có thể một số bạn nghe sẽ lùng bùng cái lỗ tai thì xin nói như vậy cho nó đơn giản đi. Thứ nhất là cái tâm á, nó sanh diệt rất là nhanh, mà mình khi mà mình không có học A Tỳ Đàm một cách nó rốt ráo á, thì mình cứ nghĩ là nó là một, nhưng thực tế nó là nhiều cái giai đoạn tâm khác nhau, nó nhanh lắm. Thì nói ví dụ như á, cái chuyện mình bố thí thì khi đó là một loạt cái tâm bố thí xuất hiện, đó là tâm thiện. Nhưng mà khi đó mình ngó qua cái anh kế bên, bên là nhớ giùm nha, khi đó đó cái dòng tâm của cái anh bố thí đó, anh thiện bố thí nó đã hết rồi, nó dứt rồi. Rồi mình ngó qua ảnh, mình thấy ảnh cho nhiều hơn, tự nhiên là cái mình bực. Thì nhớ giùm, khi mà mình ngó qua mình thấy mình so mình với người ta, lúc là lúc đó một loạt cái anh cái tâm tham á nó xuất hiện, một loạt cái cảnh để nó đưa đến sự ngã mạn xuất hiện, nó khác. Rồi khi mà mình bực á, thì đó lại là một loạt cái cảnh của tâm sân, lúc đó nó lại khác nữa. Tâm sanh diệt rất là nhanh, thành ra mình cái người không học A Tỳ Đàm, họ họ tưởng là tôi vừa bố thí mà tôi vừa bực mình, cái ông nội kế bên ông cúng dường nhiều hơn, nhưng thực tế là một loạt tâm tâm thiện nè, tâm thiện nè, rồi tâm tham nè, ngã mạn nè, rồi cái tâm sân nè, nó sanh lên, nó sanh diệt liên tục và nó đan vào nhau. Nó giống như là một cái ly, một cái toa tàu mà gồm nhiều màu sắc, nó lướt qua rất là nhanh, thì mình cứ nghĩ là nó là một, thực tế nó không phải, nó là những cái màu sắc riêng biệt. Cho nên là mới đưa đến cái sự hiểu lầm mà quý vị vừa mới nói đó đó. Rồi cái điều này là nhớ giùm là cảnh của mỗi loại tâm là khác nhau nha. Cái đối tượng, tức là cái đối tượng, như quay lại cái ví dụ hồi nãy, cái đối tượng để cho tâm thiện mình bố thí nó là cái cảnh khác, mà cái đối tượng để cho cái sự nhìn qua anh kế bên là cái cảnh khác, mà cái đối tượng còn cái cảnh mà để cho mình sanh khởi cái sự so sánh nó lại là cái cảnh khác. Rồi khi mà mình bực mình nó lại là cái cảnh khác, tức là cái đối tượng cho cái tâm nó khác nhau nha. Thành ra là đừng có nhầm lẫn nhé. Học A Tỳ Đàm là để mình biết rõ cái đó, chứ không phải là để cho mình lùng bùng lỗ tai ở cái chỗ đó. Đó, sư nói gì cho nó ngắn gọn thôi.